Thưa quý vị, ngay trong buổi sáng đầu tiên của tháng 8, VinFast đã chính thức bàn giao những chiếc xe VF3 đầu tiên cho khách hàng, sớm hơn dự kiến. Lô xe đầu tiên này được VinFast bàn giao cho những khách hàng đặt cọc sớm nhất tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào đợt mở bán từng gây sốt trong tháng 5 vừa qua, với sự nhỏ gọn và tiện ích trong quá trình sạc. Thưa quý vị, ngày hôm nay không khí đang rất sôi động khi mà 99 vị khách hàng đầu tiên đặt cọc VF3 đã đến nhận những mẫu xe của mình trong tổng số hơn 27.000 đơn đặt cọc VF3 tính đến thời điểm hiện tại. 99 chiếc xe điện VF3 sẽ khởi đầu cho mục tiêu bàn giao tối thiểu 20.000 xe ngay trong năm nay của VinFast. Đại diện hãng xe tại lễ bàn giao đã có lời cảm ơn tới khách hàng, đồng thời trực tiếp trao khóa tượng trưng cho 99 người mua đầu tiên. Nó rất là nhỏ vừa gọn ấy, mà nhưng nó vẫn đủ với tầm cao. Cộng thêm nữa là mình mua xe này để cho mẹ là đi lênh quanh ở trên phố cổ thôi, và đưa con gái đi chơi xung quanh. Nên là mình thấy là chiếc xe này là rất là nhỏ gọn và hợp lý để đi di chuyển ở trong thành phố, trong nội đô. Có đặt xe thì cũng nghe nói là phải tháng 9, tầm cuối tháng 8, đầu tháng 9 là nhanh nhất. Thế nhưng không ngờ hôm nay 1 tháng 8 được nhận rồi. Thực sự là cái màu này nó quá là xinh, hơi ít để đặt một chút, những cái màu khác thì nó nhiều hơn. Hiện nay thì mình đang sử dụng các xe cỡ lớn hoặc là công suất lớn, thì đôi khi khi mà sử dụng trong đô thị đông đúc, nó chưa được tiện lắm, thì có thể chiếc xe này sẽ giải quyết vấn đề đấy của mình. VF3 là mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ đầu tiên của VinFast, trang bị bộ pin có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 215 km một lần sạc. Thời gian sạc pin nhanh nhất từ 10 lên 70% chỉ trong vòng 36 phút. Mặc dù thuộc phân khúc xe cỡ nhỏ mini SUV, VF3 vẫn được VinFast trang bị màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn lên tới 10 inch, cùng cần gạt chuyển số sau vô lăng tương tự như trên những mẫu xe sạc. Xe cũng có nhiều công nghệ an toàn. Và bây giờ tôi đang ở trong chiếc xe mini VF3. Nói là mini thôi nhưng mà với thân hình có thể nói là khá là cao lớn như tôi thì ngồi ở vị trí lái cũng rất là thoải mái. Và cảm giác lái của xe thì khá là đồng chắc. Với khối động cơ 32kW, 45 mã lực thì là một chiếc xe mini trong đô thị sẽ rất là phù hợp. Mức giá dành cho VF3 thuê pin là 240 triệu đồng, trong khi giá bán kèm pin là 322 triệu đồng.